Mến chào các bạn nha. Hôm nay mình có một cái máy giặt hiệu TCL. Thì cái máy này nó bị lỗi bo rồi. Nó vô nước mà nó không giặt, nó cứ xây không à. Sẵn tiện hôm nay mình rảnh đó, mình tháo ra mình coi nó có dơ, mình vệ sinh nó với mình đem bo đi sửa luôn. Rồi, giờ mình với các bạn cùng xem nhé. Đây là con máy giặt TCL 9 kg. Giờ mình sẽ tiến hành tháo ra nha. Đầu tiên các bạn tháo cho mình hai ốc ở đây. Đó. Kế tiếp các bạn tháo ốc ở bên đây. Đó. Các bạn kiếm gì bỏ ốc vô. Sau đó các bạn ghì cái này ra. Này là tắm đầy cái nắp. Đây là bên trong của máy giặt nè. Mấy con ốc này nó khá là xét hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo của mấy ốc này. Máy này hình như có người đã tháo rồi các bạn. Các bạn dùng kìm tháo này ra. Đây là cái van cấp nước cho máy. Thì các bạn sẽ tháo nắp này ra. Đây nó có một cái nút nhấn nè. Nhấn vô. Đó ra. Ở đây nó có hai ốc inox nè. Các bạn tháo hai ốc inox ra luôn. Tay quay tay dặn cho nó nhanh nữa mà. Sau khi tháo hai ốc xong, chúng ta sẽ giật cái này luôn. Ở dưới đây nó có một cái móc nước nè. Để nước đưa xuống cái lòng đó, các bạn gỡ này ra luôn. Không. Móc vậy chúng ta móc nó ra là được. Tháo xong rồi. Ở đây cái nắp này nó ngày xài ngày gà, các bạn gị lên ha. Nè, có mấy cái ngàm gà nè. Cái gà vô mấy cái lỗ nè. Bên này có mấy vắt cắm bo nè. Các bạn gỡ mấy vắt cắm ra luôn. Gỡ hết ra. Cái này nó có cái ngàm. Bạn cứ lấy tay gỡ ra thôi. Thôi mình gỡ xong rồi nè. Tiếp theo các bạn gỡ cánh cửa ra. Đầu tiên các bạn gỡ này trước cho mình.
Đây nó sẽ có một cọng dây kẽm để giữ cái gòn lại nè. Có hai cái ngạnh này của cái gòn là cái móc nè. Điện thoại lắc quá. Đây, cái đầu kẹp cái đó nè. Bạn đưa vô cái này. Nghe chốt quá được. À, bóp rồi. Dễ nghe thấy không? Nhanh không? Giờ có đồ chuyên dụng hết đó. Xong, bỏ đây. Đây, gỡ ra nè. Tiếp theo tháo này ra cho mình. Nắp này là các bạn tháo nó ra trước nè. Đây có những cái nhầm gài nè. Không, nhầm gài nè. Bạn lấy cây bạn chĩa nè. Chĩa ra bốn bên ha. Cho nó bung cái nhầm này nè. Lấy ra thôi. Tiếp theo nắp này nó không dính dáng tới trong đây nữa, bỏ này luôn. Bạn tháo cho mình hai ốc này. Tháo hai ốc này nha. Ốc này ốc lục giác nhuyễn nè, để ý mốt gắn vô đúng nha. Ốc nhuyễn. Sau đó các bạn nghiêng mới giặt về phía trước, ở dưới đít nó có ba góc nè. Thấy không? Gỡ ba góc ra luôn. Đó là mới nhất. Là mới lấy được cái cửa ra nha. Giờ mình tạm dừng mình mở ra. Cửa ra nè. Đây có công tắc cửa nè. Tháo công tắc cửa ra luôn. Cửa này có cái ngàm giật các bạn. Bạn bóp ngàm giật giật ra ha. Tạm dừng mình tháo ra. Sau khi tháo được công tắc cửa ra thì nó sẽ lộ qua phần trước. Có một miếng đan trên miếng nữa, tháo ra luôn. Các bạn dùng cái máy gắn mua lông nè, mình sử dụng máy đầu quát ha, chính hãng luôn. Máy này mình mua 5 triệu, bao gồm pin sạc. Đây là đầu lục giác 10 nè. Bạn bắn ra ha. Ở trên là đầu lục giác 13. Đây 13 nè.
Đây nó có một cái dây phao à, gỡ nó luôn. Đó. Rồi, bây giờ sư bạn sẽ tới gỡ mấy khúc ở dưới đây ra. Kìm bên đây là các bạn ghì nó ra, kìm muốn nhỏ nha, ghì nó ra nó ra, nó là cái ngầm gài bên kia thấy không? Đó. Tháo thanh ngang ra luôn, để hai ốc à. Ở phía sau, ở phía sau nó có mấy ốc này rồi hết luôn. Sau khi gỡ hết ốc rồi tự động nó rớt luôn các bạn. Đây là những cọng dây kết nối với bộ đốt nóng này các bạn. Nóng nước bằng cọng dây nè. Đây khiển nè, báo cảm biến nhiệt độ nè. Nhi mát. Đây khiển motor. Đó, các bạn tháo ra. Tháo ra hết luôn nha, ngầm gài thôi. Đây là cái máy nó chạy bằng dây curo. Thì cái dây này nó có nhược điểm là chạy lâu ngày nữa, nó bị giãn cái cọng dây này. Giãn làm cho cái vòng quay nó bị tăng. Nó quay nhanh hơn tốc độ bình thường. Nó quay nhanh như vậy sẽ làm cho cái bo nó bị lỗi các bạn. Nhưng mà sửa bo chúng ta phải sửa luôn, thay luôn cọng dây curo này. Bạn tháo ra nè. Cọng dây này có thông số là bây giờ các bạn sẽ lấy cái T10 hoặc là lục giác 10, các bạn tháo luôn cái motor ra. Động cơ của máy này các bạn.
Tiếp theo các bạn tháo cái vòng này ra nè. Đây, ống 13, các bạn dặn ngược chiều kim đồng hồ ha. Bạn giữ cái này lại. Nó ra nè. Ở đây mình thấy cái mặt nạ cũng đã sét rồi các bạn. Khi mình tháo này ra mình thay chẳng ba thay mặt nạ luôn ha. Lại tháo ra. Sau khi đã tháo một vòng á thì bây giờ chỉ còn cái lồng thôi các bạn. Được treo bỏ hai cái ti nè. Này các bạn nhấc cái lò xo lên là được ha, lấy cái lồng ra. Cái lồng bạn nhấc lò xo lên đúng không? Các bạn sẽ kéo thẳng ra. Đừng kéo lên mà kéo thẳng ra nha. Nè, theo đường cửa đi ra luôn. Hai bạn lấy cái lồng ra nè. Hãy xài ốc 10. Lấy thêm 10 hoặc máy bắn lục giác 10 bắn cho nhanh nha. Mấy bạn tháo cái này luôn. Đây là cái đường nước hồi để xả ra nè. Đây là cái pha báo hiệu nước đã đủ để nó giặt nè. Bạn tháo cái lồng ra vệ sinh cho nó sạch luôn. Rồi. Mình tháo cái lồng cửa ra luôn nè. Để vệ sinh cho nó sạch luôn bên đây các bạn. Thấy không? Bây giờ các bạn dùng máy bắn bắn cái ốc này ra hết nha. Vô này người ta vệ sinh xong á, người ta làm ẩu á, nước nó vô bị sét, cái mặt nạn nó chạy nó kêu. Giờ mở ống ga mình mới xịt R7 vô nè. Cho nó trơn tru, mình gỡ lòng ra luôn. Đợi 5 phút nữa các bạn. Máy này thì mình thấy cái chẳng ba này nó đã thay mới rồi các bạn. Chân ba này không phải chân ba cũ nè, chân ba mới nè. Quay lâu nóng lắc rồi các bạn. Thế là mình đã tháo xong cái máy giặt TCL. Ra kiểm tra coi bạc đạn có hư không. Chẳng ba không hư. Nhưng có một cái là cái phuộc nó hơi sét. Cái bơm nước nó cũng hơi sét. Mình sẽ thay hai cái đó. Sau đó mình sẽ lấy cái bo mình đi test thử. Coi cái bo công suất nó có hư không. Rồi, chúc các bạn tháo thành công như mình nha. Có cái điều gì không hiểu các bạn cứ comment ở dưới, mình sẽ giải đáp. Rồi, mình lần lúc sau mình sẽ có cái clip để lắp vô và thay những gì nha các bạn.